Không chỉ kêu gọi cày view, bạn trai đại gia còn cover bài hát mới của Hòa Minzy. Bạn trai Minh Hải đã đăng tải đoạn clip hát lại ca khúc của cô trên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú. Sau khi than phiền chuyện không có bài hit trong suốt 5 năm hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy đã nhận được nhiều dấu hiệu tích cực, từ sản phẩm mang tên Rời Bỏ, ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng xen lẫn cao trào, đánh trúng tâm lý đang yêu của nhiều bạn trẻ. Có lẽ thời gian khá dài, Hòa Minzy đã mở một cuộc thi cover lại ca khúc của mình. Ngay lập tức sau đó, trên trang cá nhân, bạn trai Hòa Minzy đăng tải hình ảnh đang lái xe và hát lại ca khúc vừa ra mắt của nữ ca sĩ. Anh còn viết kèm đoạn trạng thái hài hước: "Chị Hòa Minzy ơi, em hát thế này thì được không ạ?" Đoạn clip đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Phần lớn các bình luận bên dưới đều khen anh chàng có giọng hát ấm áp và vẻ ngoài đẹp trai xứng đôi vừa lứa với Hòa Minzy. Kể từ ngày công khai tình cảm, Hòa Minzy nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Được biết bạn trai nữ ca sĩ làm kinh doanh nhưng lại rất quan tâm ủng hộ bạn gái trên con đường nghệ thuật. Anh còn thường xuyên thắp tùng bạn gái dù ở sự kiện nào. Song đó, mới đây khi bạn gái mới ra MV Rời Bỏ, anh còn huy động lực lượng để cày view cho bạn gái. Hòa Minzy còn khoe chiến tích cày view của bạn trai mình lên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bật cười trước sự lầy lội của cô. Có thể thấy bạn trai của Hòa Minzy ủng hộ nhiệt tình cho sản phẩm mới của bạn gái bằng mọi cách. Đoạn tin nhắn có nội dung như sau: "Em bảo văn phòng cày view cho Hòa đi. Nghe trong zin đó nha, chỉnh volume trên 50%, xong bấm cho nó hát đi hát lại nhiều lần là được, không cần loa đâu, cứ mở website lên và chỉnh cái mức volume lên trên 50%. Nữ ca sĩ còn không ngại công khai sân chồng. Hòa Minzy sung sướng khi khoe được bạn trai ra sức huy động cày view. Hòa Minzy thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những dòng trạng thái ngọt ngào trên trang cá nhân. Cô viết: "Trong cuộc đời mỗi con người đều có rất nhiều con đường để lựa chọn bước đi. Và tôi luôn nghĩ rằng cái đích cuối cùng của tất cả các con đường đi đó không phải là giàu nghèo, xấu đẹp hay hèn sang, mà đó là hạnh phúc. Vì thế nên tôi cũng vậy, tôi đang chọn con đường mình thấy hạnh phúc để sống, làm việc và hưởng thụ, làm công việc mình đam mê, ăn món ăn mình thích, đến những nơi mình từng ước ao và được gắn bó với người mình thương yêu. Sống có một lần thôi, thanh xuân có một lần thôi, phải sống cho trọn vẹn." Từ khi yêu bạn trai đại gia, người hâm mộ thấy Hòa Minzy thường xuyên sử dụng đồ hiệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hòa Minzy đã chủ động công khai và tương tác với bạn trai mới trên mạng xã hội. Thay vì giấu kín như trước, họ cũng thường xuyên đưa nhau đi du lịch và rất chăm diện đồ đôi. Diện quốc phục nước ngoài, Harry chấn thành đẹp đỉnh cao nhưng vẫn thua xa cặp đông nhi ông Cao Thắng. Không ít mỹ nam mỹ nữ showbiz khiến fan ngỡ ngàng vì những khoảnh khắc đẹp xuất thần trong những trang phục truyền thống nước bạn. Mỹ Tâm gây ấn tượng với thần thái sắc lạnh kiêu sa khi mặc quốc phục Nhật Bản. Nu Phước Thịnh cũng có dịp thử nghiệm kimono khi quay MV tại Nhật Bản. Khoảnh khắc cực điển trai của huấn luyện viên The Voice 2018 khiến fan lập tức muốn trở thành cô gái bên cạnh. Sơn Tùng khiến fan gục ngã vì gương mặt đầy khí chất khi mặc hanbok. Tại Miss International Queen 2018, Hương Giang khiến không chỉ fan Việt mà nhiều ngôi sao Thái Lan như chị Đại Lucas, Miss Tiffany, Yoshirinada hết lời khen ngợi. Nhan sắc rạng rỡ và góc nghiêng thần thánh giúp Hương Giang ghi điểm khi diện trang phục truyền thống xứ sở chùa vàng. Khi đỏ sắc bên Yoshi, Hương Giang cũng không hề lép vế. Đông nhi ông Cao Thắng cực đẹp đôi khi hóa thân thành bệ hạ và nương nương trong cung cấm. Khoảnh khắc quá đổi tình của cặp đôi khi diện trang phục truyền thống của xứ sở Kim Chi. Ngô Kiến Huy Khổng Tú Quỳnh cũng khiến fan thích thú khi có khoảnh khắc đẹp đôi khi diện hanbok. Nét đẹp xinh đẹp ngọt ngào khiến Chibu không khác người bản xứ khi mặc hanbok. Khoảnh khắc thần thánh khiến fan nhận định bức hình như tấm poster drama cổ trang Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1993 cũng từng đánh cắp trái tim khi diện kimono. Ngày thường lầy lội nhưng khi quyết tâm diện trước ống kính, Bích Phương vẫn hết sức dịu dàng và nết na. Gương mặt khả ái cùng cách trang điểm phù hợp khiến giọng ca Bao Giờ Lấy Chồng trông hết sức xinh xắn trong quốc phục nước bạn. Hồ Quang Hiếu hóa thân thành trai đẹp bị trục xuất khi diện trang phục truyền thống của Dubai. Bộ hanbok tông màu nhẹ nhàng tôn lên vẻ thanh thoát dịu dàng của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh hóa tiểu thư Nhật Bản yêu kiều trong trang phục kimono. Vợ chồng chấn thành Harry Won cũng tình bể tình khi diện trang phục truyền thống hanbok của Hàn Quốc.
Nhã Phương khóc nghẹn trên truyền hình vì một người đàn ông khác, Trường Giang cũng chỉ là kẻ đến sau. Trước khi ngậm ngùi thú nhận, từ khi yêu Trường Giang, cuộc đời tôi bị lao đao xáo trộn kinh khủng và phải khóc nghẹn một mình. Nhã Phương cũng từng nức nở vì mối tình 6 năm dang dở. Bén duyên từ khi hợp tác chung phim 49 ngày, Nhã Phương Trường Giang sau đó trở thành cặp tình nhân hot nhất làng giải trí Việt. Vừa công khai mối tình của nữ diễn viên tuổi thanh xuân và mười khó đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều người nghi vấn cho rằng chuyện tình này chỉ là chiêu trò PR tên tuổi. Bất chấp mọi lời dị nghị, Trường Giang Nhã Phương vẫn tay trong tay, âm thầm vun vén hạnh phúc cho riêng mình. Những tưởng bình yên và an vui sẽ tới sau nhiều biến cố. Khi nàng xác định một lòng, còn chàng thì luôn khẳng định cô ấy làm chủ cả cuộc đời tôi. Vậy mà đầu năm 2018, cặp tình nhân ngôi sao lại khiến showbiz chấn động với màn cướp sóng cầu hôn. Từ hôm nay, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh, tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Trường Giang nhắn gửi Nhã Phương trên sóng truyền hình đang trực tiếp giải mai vàng. Chuyện còn chưa ngã ngủ thì chấn động hơn. Hoa khôi nam em bất ngờ thú nhận với truyền thông về mối tình 30 ngày dang dở. Chỉ có nốt thăng chưa từng xuống dáng với chàng hề xứ Quảng. Hết nóng rồi lạnh, người hâm mộ còn chưa kịp mừng trước hình ảnh gương vỡ lại lành khi Nhã Phương đi ăn với Trường Giang sau sóng gió. Thì chỉ vài ngày trước, ngôi sao làng hài tiếp tục bị Khánh My vạch trần thói quen ông bướm. Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương. Ngoài các nhân vật chính trong mối tình nhiều tay, Nhã Phương chính là người được nhắc đến với lòng thương cảm vô vàn từ người hâm mộ, né tránh nhắc đến scandal tình ái của người yêu và là kẻ thứ ba. Vậy mà trong một phút khó kiềm chế, Nhã Phương phải ngậm ngùi thú nhận, tôi khóc cho mình tôi nghe thôi. Hồng nhan bạc phận, má hồng chôn chuyên, câu nói này quả không sai khi ấn vào Nhã Phương. Đường tình chắc chở của mỹ nhân họ Trần được ghi dấu ấn bởi hai mối tình đẫm nước mắt. Trước khi ngậm ngùi khóc một mình cho mối tình nhiều sóng gió với Trường Giang, ngôi sao đến từ Tây Nguyên cũng từng nức nở vì mối tình 6 năm không lối thoát với bạn trai cũ. Người đến trước và có thời gian gắn bó với Nhã Phương sâu sắc hơn nhiều so với chàng mười khó. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên sinh năm 1990, cô đã gặp và cảm mến người bạn trai cũ khi ghi hình bộ phim Gia đình số đỏ. Chàng trai đánh cắp trái tim bạn gái Trường Giang khi ấy là một thành viên trong ekip đoàn làm phim. Nhã Phương tâm sự trước đây cô từng có những mối tình tuổi học trò, nhưng để yêu đúng nghĩa thì thời điểm đó mới thực sự bắt đầu. Anh ấy chính là người cho tôi biết thế nào là yêu, Nhã Phương thú nhận. Vậy mà mối tình đẹp đẽ bất ngờ tan vỡ sau 6 năm mặn nồng. Dù tự nhủ lòng chuyện tình yêu là do duyên số, nhưng mỹ nhân họ Trần lại có lúc phải ngậm ngùi thừa nhận đã khóc đến cạn nước mắt khi lìa xa mối tình sâu đậm ấy. Có những lúc bạn gái Trường Giang khóc nhiều tới mức cô phải tự đánh chính mình để nhắc nhở. Không được khóc, mày không được khóc. Lây hoay suốt quãng thời gian dài, Nhã Phương mới đủ sức thoát khỏi chuỗi ngày buồn do cái bóng của quá khứ và tiến tới tình yêu với Trường Giang. Để rồi trong đoạn đường gắn kết với danh hài, Nhã Phương lại nhận về hàng triệu giọt nước mắt khóc thầm từ người đàn ông cô từng thừa nhận yêu vì thấu hiểu. Sau hai mối tình đẫm nước mắt, Nhã Phương giờ đây đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Người con gái trong tình yêu, khi đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn cay đắng, cuối cùng rồi cũng nhận ra giá trị đằng sau của một sự việc là ý nghĩa của nó, chứ không phải bằng tên gọi. Con người ta có thể đi ngang cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm. Người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ nhau, quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta phải đưa nó vào lãng quên. Chồng cũ tung bằng chứng tố Phi Thanh Vân bịa chuyện không gửi tiền nuôi con. Nữ hoàng giao kéo khiến nhiều người bất ngờ khi tố Bảo Duy phớt lờ trách nhiệm không lo lắng cho con trai. Phi Thanh Vân không chỉ được biết đến là nữ hoàng giao kéo của làng giải trí, mà cô còn được quan tâm bởi chuyện lận đận trong các mối quan hệ tình cảm. Khoảng một năm trước, cô còn làm cho khán giả xôn xao với những màn tranh cãi nảy lửa với chồng cũ Bảo Duy. Mới đây, người đẹp tiếp tục tố Bảo Duy vì không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trai như đã hứa lúc ly hôn. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi giàu sang sung sướng. Họ tưởng chồng cũ vẫn chu cấp cho con tôi mỗi tháng 10 triệu, nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thấy chua chát khi nghĩ đến chuyện này. Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con được đúng một tháng rồi ngưng luôn đến bây giờ. Gần một năm nay anh ta không hề chu cấp gì cho bé Tấn Đức cả, Phi Thanh Vân kể. Bên cạnh đó cô còn nhấn mạnh, tôi kể ra những chuyện này không phải để gây ồn ào hay tranh cãi với Bảo Duy nữa. Tôi chỉ hy vọng nếu là người cha, người đàn ông đàng hoàng, thì Bảo Duy hãy thực hiện đúng quy định của tòa án về việc cấp dưỡng cho con. Đằng này anh ta không hề chu cấp, nhưng vẫn lên báo nói rằng đang lo cho con trai. Tôi không thích kiểu nói dối như vậy. Nếu sau này Tấn Đức lớn lên, biết ba mình là người như thế, chắc con sẽ buồn lắm.
Đứng trước sự việc này, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng nhanh chóng lên tiếng. Bên cạnh đó, Bảo Duy còn tung ra những bằng chứng cụ thể và sự thật hoàn toàn khác với những gì nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông. Anh bức xúc viết lên trang cá nhân, khi ly hôn tôi vẫn ra đi tay trắng, hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho con đàng hoàng, nhưng cái miệng hại cái thân, một tháng ở bên con không đến một tuần, con thì bệnh lên bệnh xuống, ốm nhom gầy gò, ở đó mà cứ tố với tố, bé còn nhỏ chỉ gửi trường tư gần nhà chỉ 4 triệu một tháng, lên báo nó học trường quốc tế mỗi tháng 20 triệu làm chi vậy. Nếu cảm thấy nuôi con không được và chăm sóc không tốt thì hãy để tôi lo, người đáng thương và phải gánh chịu là con nhỏ thôi, stop. Chồng cũ của người đẹp còn đưa ra hàng loạt chứng từ cho thấy mỗi tháng anh vẫn chu cấp tiền 10 triệu hàng tháng cho bé Tấn Đức. Chẳng những thế, anh còn gửi cả tiền mua quần áo cho quý tử. Đặc biệt hơn, Bảo Duy còn biết thằng nhỏ chuẩn bị sẵn sàng hợp báo ra mắt MV về cuộc đời, đâu vào đó hết rồi, đập một phát đúng thời điểm ghê ta. Sau khi ly hôn với Phi Thanh Vân, Bảo Duy cũng nhanh chóng kết hôn với bạn gái Việt Kiều người Australia. Cả hai chỉ yêu nhau thời gian ngắn nhưng quyết định đến với nhau vì anh quan niệm yêu ai sẽ cưới liền và không muốn phải đợi chờ lâu.